Dạ, em chào anh Quốc, em chào quý cô chú, anh chị đến với nhà vườn Mai Xuân Lê của em ngày hôm nay ha. Thì hôm nay em có 25 tác phẩm để giới thiệu đến quý cô chú, anh chị. Thì em xin nhắc lại địa chỉ vườn nhà em là ở ấp An Thạnh, xã Long Thới, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre nha. Và số điện thoại liên hệ với em là Zalo là 0356731116 ạ. Thì mở đầu video clip ngày hôm nay thì em cũng xin giới thiệu mở đầu một cây linh sam ha, linh sam sông Hinh Zin. Thì cái hàng này hàng loại loại lớn nhất của vườn em ha, hàng khủng luôn, hàng nuôi cốt cành đùi cành rất là to rồi, cây thì cực kỳ già luôn ha, đóng rêu nè, đó, đế thì nở cũ ha, bỏ đế cộng ha, hàng xếp đế cũng đều rồi và đang cho hoa trên cây rất là nhiều nha. Thì cái loại già này thì nó rất là dễ sai hoa nha quý cô chú anh chị, cây già thì nó xuyên hoa lắm và đã thuần chậu ạ. Cây thì nó có cái đường co ha, co gắt ở đây ha, và nó giót ngọn ra đây luôn, giót ra luôn đó, rất là khéo cây, có cái nhạo rất là đẹp. Cây này có dáng bay nha quý cô chú anh chị, hàng nuôi đùi cành. Rồi em xin phép đo kích thước cây này ạ. Hoành của nó là 38, hoành 38, chiều cao của nó là 49, tán ngang của nó là 98, tán ngang là 98. Thì mã số 1 em xin Zalo với giá là 7,8 triệu ạ. Mã số 1 em xin Zalo với giá là 7,8 triệu nha, bao ship cả chậu ạ. Cây này khéo cây lắm nha quý chú anh chị. Tiếp theo thì em cũng xin giới thiệu đến cây mã số 2 ạ. Mã số 2 là một cây linh sam hoa trắng phớt hồng nha. Thì hàng này nó là một cụm rừng nha quý chú anh chị. Một bệ cây liền lạc ha. Phơm tàn thì mịn cây và cho hoa đầy cây, hàng thuần chậu, linh sam hoa trắng phớt hồng. Cây đã nuôi đùi cành rồi ha, phơm tàn mịn rồi. Rồi em xin phép đo kích thước cây mã số 2 nè. Hoành của nó là 48, hoành 48, chiều cao của nó là 56, chiều cao là 56, và tán ngang của nó là 81, tán ngang là 81. Thì cây mã số 2, cây linh sam hoa trắng phớt hồng này em xin Zalo với giá là 3,8 triệu nha, 3,8 triệu, em bao ship cả chậu ạ. Mã số 2. Tiếp theo thì em cũng xin giới thiệu đến cây mã số 3 ạ. Hoa đẹp quá, sai hoa ghê. Rồi, cây mã số 3 thì em xin giới thiệu đây là một cây linh sam đa ưu điểm nha. Linh sam đa ưu điểm, hàng này hàng zin luôn nha quý cô chú anh chị. Cây zin ạ. Thì cái hoa của nó, linh sam đa ưu điểm thì hoa của nó màu tím đậm ha. Và nó xuyên hoa lắm, hoa nói chung là nhiều ưu điểm ha. Còn hàng thì nuôi đùi cành nè, cây thì rất là già. Đường thân thì nó lắc, rất là khéo cây. Đế thì nở cũ ha. Cái cây này, cây linh sam này nó khéo cây lắm nha quý chú anh chị, đã thần chậu ạ. Rồi em xin phép đo kích thước cây linh sam đa ưu điểm này ạ. Hoành của nó là 35 ạ, hoành 35, chiều cao của nó là 59, hoành 35, chiều cao 59, tán ngang của nó là 82. Thì mã số 3 linh sam đa ưu điểm em xin Zalo với giá là 4 triệu ạ. Linh sam đa ưu điểm em xin Zalo với giá 4 triệu. Mã số 3. Rồi tiếp theo em xin giới thiệu đến cây mã số 4 ạ. Cây này tán bự vậy. Mã số 4, em xin giới thiệu đây là một cây linh sam sông Hinh nha, linh sam sông Hinh Zin. Thì cây này có dáng bay nha quý chú anh chị, đường thân co lắc ha. Đó, cái co đây nè, nó ngóc đầu lên ha, bay ra. Phơm tàn thì rất là to nha quý chú anh chị. Nè, nhìn cái dáng của em thì cây này biết cái phơm nó to rồi. Và cây đã thuần chậu ạ.
hàng nuôi cốt cành. Rồi em xin phép đo kích thước cây này ạ. Hoành của nó là 37 ạ. Hoành 37. Chiều cao của nó là 47. Chiều cao 47. Và tán ngang của nó là 102 nha. Thì cây mã số 4 em xin giao lưu với giá là 5 triệu ạ. Mã số 4 em xin giao lưu với giá là 5 triệu. Tiếp theo thì em cũng xin giới thiệu đến cây mã số 5 nha. Mã số 5. Mã số 5 là một cây ổi tàu nha quý chú anh chị. Ổi tàu siêu trái. Thì cái hàng này là hàng lụa ha. Hàng lụa. Bên nhà vườn của em lụa mấy trăm gốc thì lựa ra chỉ được có mười mấy gốc ha. Thì cái loại này loại lớn. Thì phơm tàn thì nó đang cho hoa đầy cây ha. Nó ra hoa là nó sẽ đậu trái nha quý chú anh chị. Thì anh Quốc có thể quay cho quý chú anh chị mình xem ha. Là hoa nó rất là nhiều ha. Trên cây là đang đeo trái là rất là nhiều nè. Nó chuỗi chuỗi đây ha. Đó. Nhìn rất là đẹp. Thì cây ổi tàu này thì có cái đường thân nó sắn ốc ha. Nó sắn ốc co gắt luôn, bay ra, khéo cây lắm. Đế thì cũng nở cũ ha, bỏ cộng đều nè. Đó. Rồi, em xin phép đo kích thước cây này ạ. Hoành của nó là 20. Hoành 20. Chiều cao là 29. Chiều cao 29. Tán ngang của nó là 69. Tán ngang là 69. Thì cây mã số 5, cây ổi tàu em xin giao lưu với giá là 3 triệu ạ. Giá 3 triệu em bao ship cả chậu. Mã số 5. Tiếp theo thì em cũng xin giới thiệu đến cây mã số 6 ạ. Đây, mã số 6 cũng là một cây ổi tàu ha. Cây có đường thân rất là khéo nha quý chú anh chị. Cây này thì cây dáng trực ạ. Đó. Nó ngóc đầu lên ha, đường thân lắc lắc khến ha. Cây thì đang cho hoa trên cây rất là nhiều ha. Đó, hoa rất là nhiều. Đây, bông rất là nhiều luôn. Phơm tàn thì mịn cây rồi, thuần chậu. Em xin phép đo kích thước cây này ạ. Hoành của nó là 21. Chiều cao của nó là 42. Tán ngang của nó là 62. Mã số 6 em xin giao lưu với giá là 3 triệu ạ. Mã số 6 em xin giao lưu với giá là 3 triệu, em bao ship cả chậu. Tiếp theo thì em cũng xin giới thiệu đến cây mã số 7. Mã số 7 là một cây mẫu đơn đỏ lá nhỏ nha quý chú anh chị. Thì cây này đang hoa trên cây rất là nhiều luôn ha. Cây có dáng bay ạ. Đó. Hàng thì nuôi đùi cành ha, phơm tàn thì miệng kín cây và đang rất là sung cây, đang cho hoa ha. Rồi em xin phép đo kích thước ạ. Hoành của nó là 16. Hoành 16, chiều cao của nó là 25. Và tán ngang của nó là 36. Tán ngang 36. Thì cây mã số 7 em xin giao lưu với giá là 4 triệu 8 ạ. Mã số 7 em xin giao lưu với giá là 4 triệu 8 nha. Rồi tiếp theo thì em xin giới thiệu đến cây mã số 8 ạ. Mã số 8 là một cây mẫu đơn đỏ lá nhỏ. Thì cây này có dáng bay nha quý chú anh chị. Đang cho hoa trên cây rất là nhiều sai hoa ha. Và thuần chậu, hàng thuần chậu. Hàng cũng nuôi cốt cành rồi ha, rất là già luôn ha. Đây, đó. Cây rất là già. Rồi em xin phép đo kích thước ạ. Hoành của nó là 14. Chiều cao của nó là 24. Và tán ngang của nó là 38. Cây mã số 8 em xin giao lưu với giá là 2 triệu 2 ạ.
Mã số 8 em xin Zalo với giá là 2,2 triệu. Tiếp theo em xin giới thiệu đến cây mã số 9 ạ. Mã số 9 là một cây mẫu đơn vàng nha quý cô chú anh chị. Hoa rất là nhiều luôn, đang sai hoa trên cây luôn. Hàng này thì thuần chậu nha, cây thuần chậu ạ. Đó, hàng em nuôi á, là lên chậu đồ sẵn nè, thấy không? Vô dây đồ sữa, cây thân rất là già ha. Đó. Cành cũng to rồi. Nói chung là cây đặc chuẩn hàng mini để bàn ha, gọn cây. Rồi em xin phép đo kích thước ạ. Hoành của nó là 14. Hoành 14. Chiều cao của nó là 25. Và tán ngang của nó là 32. Mã số 9 em xin Zalo với giá là 900 ngàn nha. 900 ngàn. Mã số 9. 900 ngàn. Rồi tiếp theo em xin giới thiệu đến cây mã số 10 ạ. Mã số 10 thì em xin giới thiệu cũng là một cây mẫu đơn vàng luôn ha, hàng mini để bàn. Cây cũng đang cho hoa trên cây rất là nhiều ha, phơm tàn thì mịn. Nếu mà quý cô chú anh chị lấy một cặp thì em bớt cho quý chú anh chị mình về chơi ha. Nếu một cặp á là em để giá ưu đãi. Rồi em xin phép em đo kích thước ạ. Mã số 10, hoành của nó là 16. Hoành 16, chiều cao là 24. Chiều cao 24 và tán ngang của nó là 40. Mã số 10 em xin Zalo với giá là 900 ngàn ạ. Mã số 10 em xin Zalo với giá là 900 ngàn nha. Tiếp theo thì em xin giới thiệu đến cây mã số 11 ạ. Mã số 11 là một cây cần thăng ha. Cần thăng thì cây phơm tàn mịn và hàng thần chậu. Củ đế thì rất là già ha. Nở củ. Cần cù thăng tiến. Phơm tàn mịn. Cây cốt cành nó to luôn rồi. Rồi em xin phép đo kích thước cây này ạ. Hoành của nó là 27 ạ. Hoành 27. Chiều cao của nó là 25. Chiều cao 25. Và tán ngang của nó là 30. Thì mã số 11 em xin Zalo với giá là 600 ngàn ạ. Mã số 11 em xin Zalo với giá là 600 ngàn nha. Tiếp theo thì em xin giới thiệu đến cây mã số 12 ạ. Mã số 12 thì em cũng xin giới thiệu đây là một cây cần thăng ha. Thì cây này có dáng trực ha. Phơm tàn thì mịn, củ đế nở. Mã số 12, cần thăng. Rồi em xin phép đo kích thước cây này ạ. Hoành của nó là 32. Hoành 32. Chiều cao của nó là 27. Hoành 32, chiều cao 27. Và tán ngang của nó là 40. Thì cây mã số 12 em xin Zalo với giá là 600 ngàn ạ. Mã số 12 em xin Zalo với giá là 600 ngàn. Tiếp theo thì em xin giới thiệu đến cây mã số 13 ạ. Mã số 13 là một cây sam núi trái miền Tây ha quý chú anh chị. Thì cây đang cho trái trên cây rất là nhiều luôn ha. Dạ. Đây nè, trái nhiều lắm. Nè. Dạ. Ở đây nữa nè. Trái chuỗi chuỗi luôn. Cây cốt chi thì rất là già rồi. Thân thì nó xù ha, xù da cóc luôn. Rồi em xin phép đo kích thước cây sam núi trái này ạ. Hoành của nó là 14 ạ. Chiều cao của nó là 30. Hoành 14, chiều cao 30. Tán ngang của nó là 57. Tán ngang là 57. Mã 13 em xin Zalo với giá là 4,8 triệu ạ. Mã 13 em xin Zalo với giá là 4,8 triệu nha. Ra chuỗi trái quá trời luôn. Tiếp theo thì em xin giới thiệu đến cây mã số 14 ạ. Mã số 14 thì em cũng xin giới thiệu đây là một cây sam núi trái ha. Cây này có dáng bán đổ ha. Phơm tàn thì mịn, cây cũng đang cho trái trên cây rất là nhiều ha. Sam núi trái, cây cực kỳ già và hàng thuần chậu.
hàng nuôi đùi cành rất là to rồi ạ. Rồi em xin phép em đo hoành ạ. Hoành của nó là 15. Chiều cao của nó là 34. Hoành 15, chiều cao 34. Và tán ngang của nó là 57. Tán ngang 57. Mã số 14 em xin giao lưu với giá là 5,5 triệu ạ. Mã số 14 em xin giao lưu với giá là 5,5 triệu ạ. Bên đây trái nè. Cái gà chuỗi. Rồi tiếp theo thì em xin giới thiệu đến cây mã số 15 ạ. Mã số 15 thì em xin giới thiệu đây là một cây nguyệt quế lá sắn hoa chùm ha. Thì cây này thì phơm tàn đã mịn và đang cho hoa trên cây rất là nhiều nha quý chú anh chị, hàng chuỗi chuỗi luôn á. Thì cây này thì nói chung là định hình phơm tàn là đã mịn cây rồi, cây dáng tàn tàn thiên nhiên ha. Hoa của nó rất là thơm nha quý chú anh chị. Rồi em xin phép đo kích thước ạ. Hoành của nó là 27. Hoành 27. Chiều cao của nó là 80. Hoành 27, chiều cao 80. Và tán ngang của nó là 82. Thì mã số 15 này em xin giao lưu với giá là 2,9 triệu em bó bầu nha. 2,9 triệu em bó bầu ạ. Rồi tiếp theo thì em xin giới thiệu đến cây mã số 16 ạ. Bông quá trời. Cây già nên nó rất là xiên bông nha quý chú anh chị. Tiếp theo là đến cây mã số 16, là cũng là một cây nguyệt quế lá sắn hoa chùm đang cho hoa trên cây rất là nhiều ha. Bông nó rất là thơm luôn, thơm tàn mịn, hàng gọn cây cho mình để chơi ha. Giá cũng mềm nữa. Hàng thần chậu nha quý chú anh chị. Rồi em xin phép đo kích thước. Hoành của nó là 25. Hoành 25. Chiều cao của nó là 72. Chiều cao 72 và tán ngang của nó là 89. Thì cây mã số 16 em xin giao lưu với giá là 1,6 triệu em bó bầu nha. Ủa 2,9 triệu chứ lộn, em xin lỗi. 2,9 triệu em bó bầu mã số 16. 2,9 triệu em bó bầu ạ. Tiếp theo thì em giới thiệu đến cây mã số 17 ạ. Bông quá ha. Thơm ghê luôn quá. Tiếp theo thì cây mã số 17 thì em cũng xin giới thiệu đây là một cây mai chiếu thủy lá trung ha. Thì hoa rất là nhiều nha quý chú anh chị. Nó đang sai hoa thì cây già thì nó sai hoa vậy đó quý chú anh chị ơi. Cái gốc thì rất là to ha. Và bà hầu như thì thẹo nó muốn liền hết rồi nha. Nó muốn kéo thẹo hết rồi. Rồi em xin phép em đo cây này ạ. Hoành của nó là 23. Hoành 23. Chiều cao của nó là 35. Hoành 23, chiều cao 35. Tán ngang là 46. Tán ngang là 46. Cây mã số 17 em xin giao lưu với giá là 2,2 triệu ạ. 2,2 triệu cho cây mã số 17 mai chiếu thủy. Tiếp theo thì em xin giới thiệu đến cây mã số 18 ạ. Mã số 18 cũng là một cây mai chiếu thủy lá trung ha. Thì cây này liền thẹo hết rồi nha quý chú anh chị. Cây rất là già, đế nở cũ, phơm tàn mịn và hàng thuần chậu ha. Già dữ lắm, già luôn rồi. Loại này thì nó rất là xiên bông, mình về mình lặt lá rồi nó ra hoa nha quý chú anh chị. Em mới chơi một đợt hoa Tết rồi ạ. Rồi em xin phép đo hoành cây mã số 18. Hoành của nó là 21. Hoành 21. Chiều cao là 29. Chiều cao 29. Tán ngang của nó là 39. Tán ngang là 39. Mã số 18 em xin giao lưu với giá là 1,8 triệu ạ. Mã số 18 em xin giao lưu với giá 1,8 triệu nha. Tiếp theo thì em xin giới thiệu đến cây mã số 19.
Mã số 19 là một cây ma linh sam ha, phơm tàn mịn đang cho hoa trên cây ha. Cây rất là già, đế nở cũ ha. Đế xếp đều rang luôn. Cốt chi thì to, thuần chậu. Hoa búp cũng rất là nhiều ha. Rồi mình xin phép đo kích thước ạ. Hoành của nó là 19. Này linh sam song hình zin nha quý chú anh chị. Hoành 19, chiều cao 28. Tán ngang là 57. Tán ngang 57. Cây này em xin Zalo với giá là 1 triệu 9, mã số 19 nha. 1 triệu 9 cho cây mã số 19. Tiếp theo em xin giới thiệu đến cây mã số 20 ạ. Mã số 20 thì em xin giới thiệu đây là một cây long linh sam song hình zin luôn nha. Thì nếu mà quý cô chú anh chị lấy một cặp thì em bớt nha. Lấy một cặp thì em bớt ạ. Đế thì hàng xếp đế rất là đều, hàng gọn cây và để bàn ha. Sai bông lắm nha quý cô chú anh chị. Rồi em xin phép đo kích thước cây này ạ, mã 20. Hoành của nó là 20. Hoành 20, chiều cao là 27. Tán ngang của nó là 50. Thì mã 20 em xin Zalo với giá là 1 triệu 9 ạ. Mã 20 em xin Zalo với giá là 1 triệu 9. Bao ship cả chậu. Tiếp theo thì em xin giới thiệu đến cây mã số 21 ạ. Mã 21 là một cây kim quýt ha. Cây này thì đã thuần chậu rồi ha, phơm tàn mịn và đang lên đọt non rất là nhiều ạ. Đang lên lọc ha. Kim quýt thì cây này vừa cho hoa cho trái luôn nha quý cô chú anh chị. Hàng gọn cây, để bàn ha. Rồi em xin phép đo kích thước ạ. Hoành của nó là 17. Chiều cao của nó là 30. Tán ngang của nó là 39. Mã 21 em xin Zalo với giá là 800 ngàn ạ. Mã 21 em xin Zalo với giá là 800 ngàn. Tiếp theo thì em xin giới thiệu đến cây mã số 22. Mã 22 thì em xin giới thiệu đây là một cây kim quýt luôn nha. Thì cây này có dáng bay ha. Phơm tàn mịn và đang lên lọc non rất là nhiều ha. Hàng thuần chậu. Kim quýt mini để bàn. Rồi em xin phép đo kích thước ạ. Hoành của nó là 14. Chiều cao là 29. Tán ngang của nó là 39. Mã số 22 em xin Zalo với giá là 700 ngàn ạ. Mã 22 em xin Zalo với giá là 700 ngàn. Tiếp theo thì em xin giới thiệu đến cây mã 23 ạ. Mã 23 thì em xin giới thiệu đây là một cây linh sam đa ưu điểm ha, linh sam đa ưu điểm zin, hàng mini, để bàn, trực lắc ha. Phơm tàn mịn và đang cho hoa trên cây rất là nhiều. Hàng thuần chậu nha quý chú anh chị, thuần chậu xếp đế. Rồi em xin phép đo kích thước ạ. Linh sam đa ưu điểm ạ. Hoành của nó là 18. Hoành 18, chiều cao là 20. Hoành 18, chiều cao 20 và tán ngang của nó là 40 ha. Tán ngang của nó là 40. Thì mã số 23 em xin Zalo với giá là 1 triệu 8 ạ. Rồi tiếp theo em xin giới thiệu đến cây mã 24 ạ. Mã 24 cũng là một cây linh sam đa ưu điểm luôn nha. Thì cây đang cho hoa trên cây. Hoa tím đậm ha. Thần chậu và hàng đế đều xếp đế ha quý chú anh chị, nở cũ ha. Cây lùng trực lắc. Hàng nuôi cốt chi nè, coi cái cốt nó bự nè. Bự chà bá luôn á. Mã 24, rồi em xin phép em đo hoành ạ. Hoành của nó là 15. Hoành 15. Chiều cao là 17. Chiều cao 17 và tán ngang của nó là 40. Tán ngang 40. Mã 24 em xin Zalo với giá là 1 triệu 8 ạ. Mã 24 em xin Zalo với giá là 1 triệu 8 nha. Tiếp theo thì em xin giới thiệu đến cây mã 25 ạ.
25 thì cũng là mã video cuối clip của em ngày hôm nay ha. Thì là một cây ổi tàu ha, cây có dáng bay, đường thân co lắc, phơm tàn mịn nè ha. Đó, hàng thuần chậu. Cây đang lên lọc non rất là nhiều và chuẩn bị ra hoa nha quý chú anh chị. Hàng đế nở cũ ha, mã 25. Rồi em xin phép đo kích thước cây này ạ. Hoành của nó là 19. Hoành 19, chiều cao là 36. Và tán ngang của nó là 66. Mã 25, em xin Zalo với giá là 2.700.000 ạ. 2.700.000 cho cây mã 25 ạ. Rồi thì mã 25 thì cũng kết thúc video clip của em ngày hôm nay ha. Thì mọi chi tiết quý cô chú anh chị cứ liên hệ với em qua Zalo ha, 0356731116 ạ. Qua số điện thoại cũng được luôn nha quý cô chú anh chị. Rồi em xin cảm ơn và em xin chào tạm biệt ạ.